Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi. Chào mọi người đã mới được cá tại Coffee Đặc Cá ngày 11 tháng 11 buổi tối. Mọi người, đặc cá hôm nay là đồng giá là 39k một con ha. Chấm phía trước, máy phía sau. Đầu tiên đây là dòng phân CS Cooper nha. Cooper xám, xám vảy trắng ha mọi người. Xám vảy trắng xám thì chỉ xám nhẹ thôi chứ không có phối màu đen. Mọi người nhìn cái nền rất là sáng ha. Đỏ thì cực kỳ đậm luôn. Đó, phơm cá này cực kỳ đẹp đó mọi người. Quay hậu dài vừa tầm luôn nha. Còn phía sau nó là con mái chung dòng luôn nha. Con mái là cũng là hăng Cooper ha. Cooper xám, xám nhưng mà có phối thêm đen phần hăng trên nữa ha. Đây trời, con này đầu tiên quá đẹp luôn. Rồi mình qua con kế tiếp nha. Qua cặp kế tiếp. Đây là dòng phân Siget luôn. Phân Siget này mọi người sẽ thấy là phân Siget thịt ha. Nó phối thêm vẻ trắng ở đường gần trên thôi. Nó thịt thì cũng cực kỳ đỏ luôn. Phía sau nó là cũng là con mái phân Siget luôn chung dòng. Thì nó cũng có hăng nữa, hăng heo boy nha mọi người. Nữa hăng heo boy ha. Đuôi thì nồi đuôi của nó là đuôi màu xanh nha. Đó. Nếu mà người mà thích mà con trống này dòng sao mà có hăng đen thì mình cũng phối với con mái này nha mọi người. Rồi kế tiếp đây là dòng Samurai nha mọi người. Samurai này thì sẽ là vảy xám full thân luôn. Đó, vảy xám full thân. Tia của nó thì mọi người sẽ thấy là nó chia rất là đều. Còn phía sau nó là cái con mái Samurai, hăng của nó sẽ là hăng đen đậm. Phối với vảy xám ra nữa hăng nha. Vảy xám Cooper. Rồi mình sẽ qua hai con kế tiếp luôn. Rồi kế tiếp đây là dòng Dumbo Nemo ha mọi người. Lâu quá rồi mới lên lại dòng này. Nói chung là thì mới về cũng có vài con thôi. Nếu anh em nào thích dòng này mà có thể sở hữu mọi người. Con này thì tai cực kỳ to luôn. Lên đốm khá là nhiều nha mọi người. Phía sau nó là con mái dòng Dumbo. Dumbo Nemo xanh luôn nha, hăng xanh, đốm thì ít ha mọi người. Chống thì là hăng trắng ha đốm. Còn mái thì là hăng xanh đốm ha mọi người. Đó, tai cực kỳ to luôn. Thè rất là dữ nha. Đó, rất là chiến ha. Rồi, kế tiếp đây là dòng phân CS thịt nha, full thịt luôn. Chỉ có thêm màu ở trong chỗ tia đuôi với tia vây ha mọi người. Đó, đỏ cực kỳ đậm nha. Phía sau nó là con mái như vậy luôn. Em phó cho mọi người con mái mà không có màu khác luôn ha, cũng là phần thịt ha, nó cũng có tia đuôi màu trắng ở dưới giống trống thôi, cho mọi người ép cho nó dễ ha. Nếu mọi người thích dòng thịt ha, mình phối với hai con này. Còn mà mình thích cái dòng có vảy thì mình cứ kiếm máy có vảy mình phối vô thôi ha mọi người. Rồi mình qua kế tiếp ha. Kế tiếp là con Coimo Galaxy. Con này mọi người sẽ thấy là cái nền cực kỳ tươi luôn. Đó, nền cực kỳ tươi luôn ha. Rồi phía sau nó là con coi dạ quang nha mọi người. Đó, đây rất là sáng luôn. Phía sau là máy coi dạ quang lên đốm khá là nhiều luôn. Con máy này đang lại phải nằm ở giá 60k nè. Đây là hàng săn nha mọi người, săn xem ha. Rồi thì hôm nay cũng là ngày 11 tháng 11 thì ngày săn xe ha mọi người. Thì buổi tối này cũng còn mã, mọi người nhớ mua cá này mọi người nhớ áp mã vô ha, sẽ được mã giảm giá rất là nhiều nha. Rồi kế tiếp đây là dòng Dumbo. Đó, Dumbo tím ha mọi người. Kìa đợt này về thì tai cũng to, phơm cũng tròn trịa ha mọi người, đuôi cũng đẹp nữa. Phía sau nó là con mái dòng gầm đỏ nha. Mái gầm đỏ hay chấm thì Dumbo tím. Rồi mình qua cặp kế tiếp. Kế tiếp đây là dòng phân Siget nha. Con này thì sẽ là 3x7 luôn, trắng xanh đen. Trắng xanh đen ha, thịt của nó đỏ cũng rất là đậm luôn. Phía sau là con mái cũng là hăng đen ha, lai hăng đen nữa, hăng heo boy ha mọi người. Đó, đuôi cũng màu xanh nữa ha. Rồi mình qua cặp kế tiếp. Kế tiếp là gầm vàng ha mọi người. Đó, gầm vàng, hăng trắng ha, đuôi vàng rất là đậm. Phía sau là con mái chung dòng luôn nha. Đó, mái chung dòng ha mọi người. Đây, nguyên một cặp luôn nha.
Rồi mình sẽ qua cặp kế tiếp luôn. Kế tiếp thì con này sẽ là con Conemo, Conemo thằng Candy ha mọi người. Nó sắp full thằng Candy luôn rồi, màu của nó thì là cái màu dạ lên dòng 5 màu ha. Đó, rất là sáng luôn, phía sau là cái con máy dòng phân si nha mọi người. Con máy này là dòng phân si giá lô á. Con máy này nhìn rất là đẹp luôn, đợt trước nè, con máy này là nằm ở kỳ trước nè, có bên kia em đặt đơn mà ảnh cũng hủy đơn giữa chừng nè. Đó, đó là có ba màu vẫy luôn. Trắng xanh đen nha, bông nền bông rất là đẹp, form cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Rồi, kế tiếp là em lên cho mọi người là ba dòng Hắc Moon ha. Con này là Hắc Moon, Hắc Moon Samurai nha. Thăng thì là thăng Samurai vẫy Cooper ha. Rồi đuôi của nó thì sẽ là nó phối đuôi đuôi đen, đen đỏ ha mọi người. Phía sau nó là mái Hắc Moon Samurai truyền thống ha, không phối màu gì hết, chỉ là Hắc Moon thôi, chỉ phiên bản đuôi dài ha mọi người. Rồi, kế tiếp là Hắc Moon Gat ha, đuôi cực kỳ to luôn. Đó. Thì cái form này phải bán giá tầm 60k ha mọi người. Thì đợt hồi sáng em có sale rồi, ca con 40k xuống 29k, thì giờ này sale con 60k xuống còn 39k ha. À, nếu anh nào mà có phái cái dòng Hắc Moon Gat thì có thể sở hữu con này ha. Thứ sao là con máy chung dòng với nó luôn. Đó, máy cũng cực kỳ đỏ luôn nha mọi người, đậm, rất là đậm luôn. Chấm thì đuôi cực kỳ to luôn nha. Tai nó cũng lên full màu luôn nha. Rồi, kế tiếp đây là dòng Hắc Moon gồng đỏ. Hắc Moon gồng đỏ ha. Thì con này 60k thì thân nó sẽ trắng hơn, con này thì ngoài dạng như kiểu như dạng dãy nó hơi thưa xíu nè mọi người. Phía sau là con máy Moon gồng vàng. Đó, Moon gồng vàng, máy Moon gồng vàng ha. Rồi, kế tiếp hồi nãy giờ chưa có phân si giá lô ha, giờ em lên cho mọi người phân si giá lô nè. Con này thì sẽ là thịt vàng. Đợt này về mấy con thịt vàng màu rất là đẹp nha mọi người, vàng mà vàng kiểu vàng đậm mà rất là sáng luôn nha. Đó, vảy của nó thì sẽ là phối là vảy xanh trắng ha. Phối vẫy dưới cũng này gặp cái nền rất là sáng luôn. Phía sau là con máy dòng phân si Gat ha, Gat mình thân heo bôi luôn, đuôi cũng luôn màu xanh. Rồi mình qua con kế tiếp. Kế tiếp là con phân si cam nha mọi người. Đó, phân si cam này nền đẹp quá. Nó mấy cái đường ở dưới đó mọi người, không phải là nó bị thiếu màu đâu nha, mà nó lại là nó làm kiểu mà viền trong suốt vậy mọi người. Đó, viền đều hết trơn mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Cái đầu thì cam rất là đậm ha, phía sau nó là con máy dòng phân si cam luôn nha, phân si cam Cooper luôn. Đó, máy chung dòng luôn ha, máy thì thằng vảy trắng rất là sáng luôn, sáng trắng Cooper ha, còn trống thì là vảy trắng xám Cooper nha. Rồi, mình qua kế tiếp. Kế tiếp là con coi Candy nha mọi người. Con này thì nó phối màu Galaxy rất là nhiều. Cái nền đuôi của nó dưới vai của nó thì nó phải phối màu cam đậm ha mọi người. Phía sau nó là con coi ghét Galaxy nha. Máy như sao kè nhưng chóng quá trời luôn. Rồi kế tiếp đây là dòng phân si ghét thịt luôn. Rồi hồi nãy giờ có hai cặp phân si ghét thịt quá đẹp luôn mọi người. Con này thì mọi người sẽ thấy là cái tia đuôi của nó sẽ là ít hơn, ít màu trắng hơn, giống như ít màu trắng hơn con hồi nãy, nó chủ yếu thịt đỏ nhiều ha. Phía sau con này thì con máy là con máy cũng thịt đỏ full luôn, không có phối tia trắng gì hết mọi người. Đó, dành cho mọi người những em mà sở hữu mà kiếm để phối cái dòng thịt ha. Đó, rõ cực kỳ đậm luôn. Rồi kế tiếp thì đợt hổm có lên gồng đen giá 39k một cặp, có nhiều anh em hỏi lắm ha. Đợt này tiếp tục em lại lên cho mọi người nữa ha. Rồi con đợt này đẹp hơn, form đẹp hơn con đợt hổm nha mọi người. Chỉ có điều một cái là cái thân trắng của nó không được trắng nhiều bằng con đợt hổm ha. Không được trắng là vì nó còn một viền ở phía trên gần đầu tới sau nữa ha, nó còn hơi chưa có bích dãy lắm ha. Mà form nó đẹp hơn con đợt hổm nha mọi người. Phía sau là con máy chung dòng luôn ha, máy gồng đen luôn. Thì mọi người cũng đã biết gồng đen á, hồi đó thì tầm giá của nó phải tầm là 180 ngàn một con ha. Thì bây giờ là chỉ có với giá 39k thôi mình sở hữu được một con rồi. Rất là đẹp luôn. Đó, chỉ một con duy nhất trong clip này thôi nha mọi người. Rồi, kế tiếp đây là dòng phân si Z Cooper. Đó, Cooper vảy trắng ha. Thằng cực kỳ đỏ luôn. Cả này lên về mấy cái dòng phân si ghét thịt đồ, thịt quẩy rồi ha. Mọi người sẽ thấy nhìn rất là trắng luôn ha. Rất là đẹp luôn, thằng rất là đỏ luôn ha. Rồi phía sau nó là máy dòng phân si cam Cooper nha mọi người. Cooper vảy trắng xám ha. Ồ, vảy trắng đẹp quá. Con máy này đẹp nè. Máy này mọi người phối với con 255 cũng được nè. Đó, mọi người thích phối con màu nào thì mình phối màu đỏ ha. Rồi cặp cuối cùng. Đây là dòng con này là con Conemo mọi người. Mà nó lai làm sao mà ra thấy còn màu đỏ ớt không ạ? Có thấy được màu màu cam nhạt đó ha, nguyên một màu đỏ ớt luôn. Đó, rồi thêm đốm đen nữa nha mọi người. Rồi phía sau đó là con coi Candy nha. Đó,
để mình phối con candy này về mình phối con chấm thì coi nó có ra lay được cái mấy cái đốm của cái con mái là sao không ha. Nếu lay được thì hai cái nền này cũng rất là đẹp nha mọi người. Rồi những dòng cá hôm nay mọi người mua hàng mọi người sẽ bấm vào trong cái đường link ở trong phần mô tả video, sẽ có hiện lên một cái trang Shopee ha, cái trang Shopee đó sẽ hiện những mã số tương ứng như em đang quay ha. Mọi người muốn mua chấm thì mình chọn phần lõi phía trước, mái thì mình chọn phần lõi phía sau ha mọi người. Đó. Rồi video này của em đến đây kết thúc, gặp mọi người vào những video khác, chào mọi người.